Đầu tiên em ơi, xin chào tất cả quý anh chị nha. Chào mừng tất cả các quý anh chị đã quay trở lại với kênh YouTube của Thiên Ngân Bất Động Sản. Đó, thì trong video hôm nay em sẽ giới thiệu cho quý chị mình một cái căn nhà rất là đẹp thuộc phường Vĩnh Hải, thành phố Nha Trang. Đó, từ vị trí nhà này mà ra biển Hòn Chồng là mất khoảng 3 phút thôi nha quý anh chị. Đó, thì chỗ này là con đường đi ra đường Dương Văn Nga, đường chính Dương Văn Nga. Thì đường này là khoảng rộng khoảng 8 mét nè quý anh chị. Chỗ này là xe ô tô đậu thoải mái nè. Đó, thì cái chỗ này là cái đường đi vô cái căn nhà đó mà em muốn giới thiệu cho quý anh chị đây. Cái đường này rộng khoảng 3 mét rưỡi nha quý anh chị. Đường này thì ô tô không vô được, nhưng mà mình có thể đậu ô tô chỗ kia. Đó, thì đây là cái nhà phía trước nhà mình. Thì nhà mình có diện tích là 121,6 mét vuông nha quý anh chị. Có bề ngang phía trước là 5,5 mét. Thì phía trước nhà thì mình sẽ có cái hồ cá. Thì chỗ này có cái sân nhỏ để xe máy. Đó, chỗ này có xe máy. Còn bên đây thì có cái máy giặt, chỗ này thì cái phòng giặt, nó giặt giũ chỗ này, phơi đồ chỗ này. Đó. Bề ngang rộng nha quý anh chị, 5,5 mét lận. Còn đây là các phòng khách. Còn đây là phòng khách nha quý anh chị. À, khi mình mua thì mình sẽ để lại một số nội thất sẽ được chủ nhà để lại. Đây là phòng khách. Con chào cô. Dạ. Thì đây là nhà phòng bếp nha quý anh chị. Phòng bếp khá là rộng. Phòng bếp mình sẽ có kèm cả phòng ăn, cái bàn ăn chứ. Còn đây là một phòng ngủ phía dưới nha quý anh chị. Phòng ngủ thì trong này sẽ có toilet luôn, có toilet trong phòng ngủ luôn. Đây nha quý anh chị, toilet trong phòng ngủ. Nó thiết kế rất là đẹp, rộng rãi. Thì cái nhà này là nở hậu nha quý anh chị, nở hậu là 7,7 mét luôn, nở hậu 7 mét lận. Đây là cái bếp nè quý anh chị, bếp phía dưới này. Đó, đây là một nhà vệ sinh nữa. Thì phía dưới thì mình sẽ có hai nhà vệ sinh nha quý anh chị. Đây là một nhà vệ sinh. Đó, nhà vệ sinh này rất là rộng. Bây giờ em sẽ lên trên lầu em quay cho quý anh chị. Có một tầng hầm nữa đây cô. À, dưới tầng hầm đó cô. À, chỗ này hả? Ha, à, chỗ này. À, chỗ này có cái tầng hầm đó nha quý anh chị. À, hay ta, cái này có cái kho. Dạ, gọi là kho. Bây giờ em sẽ lên trên tầng em quay cho mọi người xem. Thì trên này mình sẽ có một phòng ngủ nữa. Thì đây là một phòng ngủ. Đây là một phòng ngủ nữa. Mình mua về mình có thể sơn sửa lại nha quý anh chị. Sơn lại thì tiền sơn cũng không có bao nhiêu tiền hết. Đó, thì phòng ngủ này khá là rộng, rộng khoảng 25 mét vuông. Trong này sẽ có đặng tivi nè quý anh chị. À, chỗ này có cái cửa sổ đó nè quý anh chị. Đó, chỗ này có cửa sổ. Đó, gió nó vô khá là mát. Thì trên tầng này sẽ có một cái nhà vệ sinh nữa ha. Nhà vệ sinh cũng khá là rộng. Phía này cũng này cũng có một phòng ngủ nữa nè. Ở trên này là tới hai phòng ngủ nha quý anh chị. Thì phòng ngủ này cũng sẽ có một cái toilet trong phòng luôn. Đây, cũng có một toilet trong phòng. Còn ngoài đây sẽ có một cái ban công nhỏ. À, cái ban công nhỏ. Ở trên này cũng sẽ có hai nhà vệ sinh, hai phòng ngủ. Tổng cộng là có 3 phòng ngủ. Còn ở đây là phòng thờ nha quý anh chị. Phòng thờ khá là rộng. Phòng thờ khá là rộng nha quý anh chị. Thờ có thể để thêm một cái giường để làm một cái phòng ngủ nữa nè. Đó, rất là biết, rất là mát. Còn đây là trên phía trên lan can nha quý anh chị, phía trên tầng 2 nè. Đó thì từ đây mình có thể nhìn ra toàn thành phố luôn nè. Đó, cái view rất là đẹp luôn. Nhà này vô cùng mát mẻ nha quý anh chị. Đó.
Thì trong tiện ích xung quanh là có đầy đủ tất cả các tiện ích dân sinh nha quý anh chị. Ở như trường cấp 1, cấp 2 nè, trường mầm non nè, cấp 3 nè, trường đại học như có đường đại học Nha Trang nè, trường đại học thông tin nè. Trường đại học thông tin thì phía dưới kia. Ở trên kia thì có bệnh viện Gia Liễu. Đó, từ đây về trung tâm thành phố thì mất khoảng 5 phút nha quý anh chị. Mà từ đây mà ra đường chính 22 tháng 4 á, đó là khoảng 500 m. Đó thì từ cách đây khoảng hơn 1 km là có trường đại học Nha Trang nè, trường cao đẳng văn hóa nghệ thuật du lịch Nha Trang nè, trường cao đẳng sư phạm trung ương Nha Trang nè, đó, trường đại học Khánh Hòa nè. Ở khu vực này là coi như là bao nhiêu cái trường nổi tiếng của Nha Trang đều nằm trong khu vực này hết nha quý anh chị. Cho nên từ đây mình di chuyển tới cái trường đó rất là gần. Đó, cái view cực kỳ đẹp luôn. Đó, mình nhìn ra mình thấy toàn thành phố luôn nè. Rất là đẹp. Thì quý anh chị mình đang có nhu cầu đầu tư và tìm mua nhà tại khu vực Nha Trang gần biển. Mà số tiền mình ít, chỉ có từ 2 tỷ cho đến 2 tỷ rưỡi thôi. Thì nhà này cô chủ đang mong muốn bán với giá là 2 tỷ 2 nha quý anh chị. 2 tỷ 2 là giá cực kỳ tốt cho một căn nhà là cách Nha Trang, cách biển Nha Trang chỉ có 3 phút thôi. Đó, nằm gần mặt tiền đường lớn luôn, gần đường lớn luôn. Đó, ô tô vô được. Ở chỗ kia thì có chỗ để đậu xe ô tô của quý anh chị, cách đây khoảng 15 mét thôi. Đó, thì mình đi ra rồi mình gặp đường chính Dương Văn Nga nha quý anh chị. Mà Dương Văn Nga sẽ là đường sắp tới sẽ được quy hoạch mở rộng 20 mét lận. Cho nên là cái đường, khi mà con đường nó mở rộng thì mình đi ra biển nó sẽ cần nhanh hơn nữa. Hiện tại thì ra đã nhanh rồi, bây giờ mà con đường nó làm thì sẽ ra biển nó cần nhanh hơn nữa, và bất động sản xung quanh nó sẽ tăng giá theo. Thì quý chị mình mua lại cái nhà này mình có thể sơn sửa lại và mình làm homestay nghỉ dưỡng cho thuê, hoặc là mình cho thuê lại cũng được. Mình làm đó, hoặc là quý chị mình đang có số tiền từ 2 tỷ, nhưng 2 tỷ đến 2 tỷ rưỡi, nhưng mà tìm nhà Nha Trang nhưng mà chưa tìm được, thì quý anh chị liên hệ với em nha. Căn nhà này rất thích hợp cho quý anh chị mình an cư lập nghiệp ở đây. Và nếu thấy hay thì quý anh chị có thể like video này, đăng ký kênh ủng hộ em và nhấn nút chuông thông báo để có thể sớm nhận được những video mới nhất từ kênh YouTube của em nha. Và số điện thoại em để dưới màn hình 0353 687 332, thì quý anh chị có thể liên hệ với em qua số Zalo để em gửi cho quý anh chị mình sổ sách của cái nhà này nha quý anh chị. Em cảm ơn tất cả quý anh chị ạ, và hẹn gặp lại tất cả các quý anh chị mình vào những video tiếp theo của em nha.